Đó là chuyện giữa ta và Sương Nhi, đừng quá đáng nha. Nếu không ta không dễ hiếp đâu. Có chuyện gì? Chắc là vì chuyện của Xuân cô nương tay Lâm Xuân đó. Nhìn đại nhân của chúng ta làm việc, xưa nay hỉ nộ đều không lộ ra ngoài. Nhưng khi gặp chuyện của Xuân cô nương, ông ấy thật sự không còn lý trí nữa. Thôi đi. Tại sao lại dừng tay? Sương Nhi đã quyết định làm gì? Trải qua không biết bao nhiêu sự đắn đo. Ta biết ngươi đau lòng lắm. Ta cũng đau lòng nữa. Nhưng ta đã quyết định. Chúng ta ngoài việc chúc phúc cho cổ, còn có thể làm được cái gì? Ta thì lại vô dụng. Dinh đồ quý, ta đã tới trình diện với ngươi. Ngươi muốn giữ ta hay là sa thải? Ta chờ câu trả lời. Thử Nghị, mang rượu tới đây. Dạ tới ngay. Quan gia, uống nhiều quá rồi, uống nữa sẽ sai đó. Đừng lễ nhảy, hãy mang rượu cho ta. Dạ, đợi chút xíu. Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy. Cử bôi tiêu sầu, sầu càng sầu. Có cần thú một ly danh hay không? Tới đây làm gì? Tôi biết Dinh Đô Quý là đại quan gia, cho nên chắc chắn sẽ khinh thường những người trong hắc đạo chúng tôi. Nhưng có đôi lúc những người hắc đạo chúng tôi còn có tình người hơn là những người trong giới bạch đạo nữa. Muốn nói gì đây? Dinh Đô Quý trung tâm cảnh cảnh, phập phòng lo sợ làm việc cho hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng lại không có biết điều, còn tước đoạt được người yêu trong lòng của ông nữa. Ông chịu đựng nỗi đau trong lòng, muốn giúp cho Xuân Nhi bỏ trốn chung với Nhĩ Phạm. Nhưng mà họ không có biết mang ơn, còn xem lòng tốt của ông giống như sự tốt bụng giả dối. Đừng có nói thêm nữa. Được. Dinh Đô Quý không cho tôi nói, vậy tôi không nói. Hay là chúng ta bàn một cuộc giao dịch? Giữa ta và cô không có giao dịch gì cả. Kiều Kỵ Doanh đã tịch thâu cả ngàn cân hàng của tôi, giá trị rất nhiều. Nếu như Dinh Đô Quý đồng ý chịu lấy lại số hàng đó giùm tôi. Im miệng. Đó là chuyện không bao giờ xảy ra. Không lẽ Dinh Đô Quý muốn thấy người đàn bà mà mình yêu sống cả đời đau khổ hay sao hả? Hoàng thượng đã lớn tuổi rồi, không thể bên cổ lâu lắm đâu. Không lẽ nhìn thấy cổ cô độc cả cuộc đời, một mình âm thầm chờ chết ở trong cung sao? Ở trong cung tôi có quen biết một người, chỉ cần giúp tôi lấy được số hàng đó về trong tay, biết đâu chừng có thể làm cho Xuân Nhi cam tâm tình nguyện đi theo ông. Tôi có thể cho một số tiền rất lớn, để cho hai người có thể vui vẻ bôn tẩu thiên nhai. Không cần phải hứa với tôi trước, suy nghĩ kỹ rồi mới tính sao. Được rồi. Ngươi thiệt là thiên sanh lễ chất, thì quá đẹp đi. Đâu có phải, nương nương quá khen thôi. Cái này là những đồ trang sức bổn cung thích nhất. Khi bổn cung còn trẻ, mỗi lần hoàng thượng nhìn thấy đều thích ghê lắm. Bây giờ bổn cung bằng thưởng hết cho ngươi, hy vọng ngươi dinh sủng bất suy, quán tuyệt hậu cung. Tạ nương nương.
Đại đương gia quả nhiên có bản lãnh, cái trò heo lánh như vậy mà không kiếm được nữa hả? Tôi biết rõ hợp tác với Dinh Đô Quý chỉ là chuyện tạm thời, làm như vậy chỉ vì danh dự mà thôi. Tôi không muốn để cho người ta nhìn thấy cái màn quan thương cấu kết. Đúng lắm, cảm ơn. Số thuốc viện của Kiều Kỳ Danh không phải là số lượng nhỏ, không biết Dinh Đô Quý bao giờ mới có thể thực hiện lời hứa dẫn chúng tôi vào trong phủ để lấy hàng hả? Muốn vào phủ nội vụ không có đơn giản đâu. Trước tiên phải đi ngang Ngọ Môn, Thái Hòa Môn, Trình Độ Môn. Muốn thần bất tri quyền bất giác trà trộn vào trong đó, chỉ có một biện pháp, đó là cải trang mà thôi. Mỗi ngày giữa khuya đều có thái giám tới Ngọc Thiền Sơn để lấy nước. Tới lúc đó có thể giả mạo những tên thái giám đó đưa nước vào cung. Ngày mốt ta sẽ trực tại Ngọ Môn, các người vào trong đó chắc chắn không thành vấn đề. Hoàng Nghĩa Cát hồi đó giờ không có ai, rủi ro gặp phải thái giám đánh kiển, nhớ kỹ nhất định phải bình tĩnh. Nếu như ông ta hỏi thăm, cũng phải hỏi thăm lại với ông ta, đừng có bao giờ lên tiếng, cũng đừng bao giờ hồi hộp. Khó vào nhất chính là phủ nội vụ, ở trong đó canh giữ nghiêm thâm, từ ngoài rất khó vào. Tới lúc đó ta sẽ lấy danh nghĩa công vụ vào trong đó đếm nó phiện, chỉ cần mở cánh cửa đó ra, các người lập tức dùng thuốc mê mê hết tất cả mấy tên thị vệ. Nhớ kỹ, thời gian không có nhiều lắm, nhất định phải tốc quyết tốc chiến. Được, quả nhiên là kế hoạch chu quốc mật. Chuyện ta làm cho cô ta đã làm xong rồi, còn chuyện cô làm cho ta thì sao? Yên tâm đi, tôi đã bố trí người ở trong cung rồi, tới lúc đó ông chắc chắn sẽ vừa ý. Phụng thiên thừa dựng, hoàng đế chiếu giết, từ cố cung cung nữ, Tây Lam Giác La Xuân, y tư đạt lý, lang tâm huệ chất, cho nên ra lệnh tới Diễn Tâm Điện để hầu giá. Khâm tử. Tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Xuân cô nương cung hỷ. Công công, hoàng thượng không phải sẽ trả giới một tháng cho Đồng Giai nương nương hay sao? Sao chưa gì đã triệu hạnh ta rồi? Ý của hoàng thượng, những người làm nô tài như chúng tôi làm sao có thể hiểu nổi. Thôi thì đi cho lẹ đi, để hoàng thượng đợi. Mau. Công công, không lẽ không cần một dục canh y, không cần làm nguyên tắc hay sao? Lần này ngoại lệ, hoàng thượng vội vã muốn gặp, tất cả tục lệ đều miễn hết. Thật sao? Đương nhiên rồi, nếu như không có sự căn dặn của hoàng thượng, chúng tôi dám làm vậy sao? Chỗ này là Tử Cấm Thành, đụng một chút xíu là có thể mất đầu. Không ngờ giờ khắc này lại tới nhanh như vậy. An đại ca, chân trời góc biển, anh đều ở trong lòng của em. Hầu hạ hoàng thượng, phải đi Dưỡng Tâm Điện hay là Càn Khanh Cung? Tại sao đi về hướng Tam Đại Điện? Không đúng. Các người phải nắm thời gian chất hàng lên xe, chút nữa ta còn phải đổ thứ khác cho thùng, như vậy thờ bất tri quỷ bất giác. Mọi người mau ra tay, cố gắng đừng cho nó đầy. Dạ, dạ, dạ. Các người muốn làm gì? Đại đương gia, hàng của cô ta để trước mặt cô, bao giờ thực hiện lời hứa của cô trao sự nhiên cho ta đi. Đừng có nóng ruột, cổ đã ở trong tay của chúng tôi, tôi không phải chờ biết sẽ để cho cổ cam tâm tình nguyện đi chung với ông hay sao? Lát nữa sẽ có màn hấp dẫn. Ở trong hồ lô của cô bán thuốc gì vậy? Không bao lâu thì ông sẽ biết. Thì ra Quảng Hải cấu kết với Lan Hiên là vì muốn đưa Xuân Nhi xuất cung. Xuân Nhi, Xuân Nhi. Chuyện gì đây? Không tin phải không? Không sai, tôi là nội gián. Nhưng tôi không phải là nội gián của triều đình. Tôi là nội gián của Lan Hiên. An đại ca. Tôi không phải là An đại ca gì cả. Tôi là Trác Nhĩ Phàm. Cũng tại cái tên này hết đó. Nếu không phải tại hắn, tôi có thể trà trộn vào triều đình, muốn làm gì thì làm.
nhưng không ngờ hắn lại nhúng tay vào cuộc, cố ý cấu kết với Lan Hiên, làm cho tôi bây giờ bị bại lộ thân phận.